là cái tên cái đường Thành Thái nữa các bạn. Chỗ Thành Thái, thành phố có chỗ Thành Thái này bán hoa lan nè. Nguyên con đường luôn, miếng bán hoa lan rồi bán dụng cụ chăm lan, cây cảnh. Nguyên con đường Thành Thái, chỗ quận 10 á. Hello everyone, watch this video. If you find it interesting, please subscribe to my YouTube channel and recommend everyone to subscribe to my channel. Thanks a lot.